Ngôn tấp xe vào lề. Dưới ánh đèn pha là một phụ nữ dùng tay che mắt đang đứng đợi. Anh cất tiếng hỏi: "Phải chị Diệp không?" "Dạ, tôi đây. Còn anh là Ngôn?" "Phải rồi chị." Ngôn mở cửa nhảy xuống xe, bước tới gần. Trong bóng tối nhập nhoạng, không nhìn rõ mặt, là một người đàn bà trên dưới 40 tuổi. Anh hỏi tiếp: "Hàng hóa chị để đâu?" Chị chỉ tay vào con hẻm nhỏ phía sau lưng: "Phải chạy vô khoảng 200 mét nữa anh ơi." Ngôn lo ngại nhìn con đường đất nhỏ xíu, tối om. "Đường hẹp và tối thế này, xe vô có lọt không đây?" Diệp trả lời chắc nịch: "Xe tải ra vô Hà Rầm hà, anh ơi. Ở trỏng có chỗ quay đầu xe không? Hay tôi lùi xe, dê đít vô?" "Không cần, sân nhà tôi đủ rộng cho anh quay đầu." Vậy tốt. Chị ngồi vô xe dẫn đường đi. Mau lên, trễ rồi." "Dạ." Con đường đất quá nhỏ so với chiều ngang của chiếc xe tải 1,5 tấn. Những nhánh cây từ hai bên liên tục va quẹt vào thành xe, nghe soàn soạt. Đường vậy chắc ban ngày không dám chạy, chỉ cần một chiếc xe máy chạy ra thôi là tắc nghẽn. "Dạ, cho nên tôi mới kêu anh chở ban đêm nè." "À mà anh ơi, cây quẹt vậy trầy xe hết, có sao không?" Ngôn phì cười: "Trời, xe cũ như đồng nát, chứ quý báu gì mà lo." "Dạ." Anh quay qua ngó chị, nhưng tối quá, chẳng thấy gì, nên lại chăm chú lái xe. Bỗng chị hấp tấp kêu lên: "Tới rồi, dừng lại đi anh." "Ồ, nhanh thế." "Dạ gần thôi mà." Trước mặt là một khoảnh sân khá rộng, có căn nhà lá mái tôn nhỏ nằm thục vô trong. Ngôn bảo: "Chị cứ ngồi yên, tôi dê xe vô." "Không, để tôi xuống bật đèn cho sáng cái sân. Anh dừng lại đi." "Dạ, vậy cũng được." Chị nhanh nhẹn mở cửa, nhảy xuống đi vào nhà. Ngôn nhìn theo bóng dáng người đàn bà uyển chuyển bước đi nhanh trong bóng tối. Thoáng chốc, hai bóng đèn tuyếp trước hiên bật sáng. Đến lúc này, anh mới thấy rõ đống hàng hóa đã được đóng gói chằng buộc cẩn thận ở góc sân. Có một bà cụ lom khom mở cửa ra đứng nhìn. Ngôn cẩn thận lùi xe vào sát mớ hàng đang chất sẵn. Anh tò mò hỏi: "Cái gì đây?" "Rau củ quả với mấy con gà vịt." Anh lẹ làng mở nắp thùng xe rồi lên tiếng: "Rồi, bỏ lên đi." "Ủa, mà không ai phụ bốc xếp sao?" "Có bị nhiêu đâu mà cần người phụ. Anh vô xe sắp xếp đi, mình tôi chất lên được rồi." "Trời, làm nổi không?" "Nổi mà, tôi quen rồi." Trao đổi mới có mấy câu mà Diệp đã thoăn thoắt chất lên một giỏ hành lá to đùng, coi cứ nhẹ như không. Ngôn lật đật nhảy tót lên thùng xe để kéo vào trong cho gọn. Anh nghĩ bụng: "Trời, đàn bà mà khỏe dữ ta." Dưới ánh đèn neon nhợt nhạt, Ngôn ngẩn người nhìn chị phụ nữ có dung nhan khá sắc sảo mà bây giờ mới trông rõ được. Vóc dáng của chị tầm thước trong bộ bà ba đen giản dị. Anh mỉm cười lẩm bẩm: "Tướng ngon à nha." Người đàn bà khỏe mạnh xốc vác chỉ thoáng chốc mà đã chuyển hết hàng lên xe. Ngôn nhìn hai giỏ gà vịt hỏi bông lơn: "Sao chị bán đủ thứ bá nạp hết vậy?" Diệp ngước mắt nhìn anh tài xế, gương mặt loang loáng mồ hôi dưới ánh đèn. "Nuôi trồng thứ gì thì bán thứ đó." Hỏi kỳ. Ngôn phân bua: "Ai biết, hỏi vậy mà cũng la, khó quá hà." Chị nhìn anh cười cười: "Nói vậy mà cũng gọi là la hả?" Ngôn nhảy xuống xe,
đóng nắp thùng, rồi chốt lại. Xong xuôi, anh thúc giục. Thôi, lên xe, trời sáng tới nơi rồi. Trong cabin, người phụ nữ ngồi yên, hai mắt nhìn đăm đăm con đường nhựa vắng vẻ, loang loáng ánh đèn. Phá tan bầu không khí im lặng, Ngôn hỏi: Ai đưa số điện thoại của tôi cho chị vậy? À, chị Tuyết Hàng Bông. Anh quen mà phải không? Hơi ngớ ra, anh nghĩ bụng: Ủa, Tuyết nào? Sao mình không biết vậy cả? Nhưng miệng thì lại nói cho qua chuyện. Bị ai giới thiệu mà chẳng được. Cứ có khách là có thêm tiền. À, chỉ là bạn hàng. Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Xem ra anh cũng uy tín, đúng giờ lắm hen. Ừ, muốn làm ăn lâu dài thì phải vậy chứ. Chợt dịp hỏi: Lên tới trển, anh đợi tôi giao hàng rồi trở về dùm luôn phải không? Đúng vậy, đã giao hẹn rồi mà. Sao lâu nay tôi không thấy chị vậy? Dạ thì tôi cũng ít đi, mỗi tuần chắc chừng một lần, tùy vào thu hoạch. Mình làm ít xịt, có con mà. Lúc trước tôi hay đi xe ông ba già. Anh biết ổng không? Ồ biết chứ, anh em tài với nhau, ai mà không biết. Mà sao lần này chị lại kêu tôi? Dạ, cũng có chút chuyện. Nhưng chị không nói đó là chuyện gì, mà lại hỏi sang chuyện khác. Xe này của anh hả? Ngôn ngượng nghịu trả lời: Đâu có, xe của bãi Thuận Thành, tôi mướn theo buổi. Mình tài nghèo mà, làm gì có xe. Ủa vậy hả? Tôi tưởng... Tưởng gì? Nhưng dịp tế nhị nên nói trớ. À không, tưởng xe của anh. Chị không có xe, nhưng cũng biết mấy chiếc tải nhà nghèo cỡ 1,5 tấn này, rẻ bèo. Xe cũ chỉ chừng 100 triệu. Ủa, mà dân lao động nghèo thì đó cũng là một số tiền lớn kia mà. Diệp ân cần hỏi thăm: Vậy trừ tiền dầu, tiền mướn xe, còn được khá không anh? Chắc còn được trên dưới 2 xị. Trời, ít vậy thôi hả? Anh nhìn sang người đàn bà nheo mắt: Thế là biết rồi ha, mai mốt đừng trả giá nữa nhen. Ai mà biết đâu nè. Chợt nhớ ra điều gì, Ngôn tò mò hỏi: Bà cụ lúc nãy là má chị hả? À dạ, thấy chồng rộn nên má ra đứng coi. Thấy bác cũng còn khỏe. Dạ má khỏe lắm, nhiều lúc còn làm công chuyện lặt vặt phụ tôi nữa đó. Rau củ gà vịt là do một tay chị nuôi trồng hết hả? Dạ phải. Anh coi căn nhà nhỏ vậy chứ phía sau còn đất nhiều lắm. Tại có mình ên nên dù có muốn làm thêm nữa cũng không có sức. Ngôn nghe Diệp nói chỉ một mình nên tò mò định hỏi tới về hoàn cảnh gia đình, nhưng rồi lại sợ người đàn bà nghi ngại rồi nghĩ xấu nên im lặng không hỏi tiếp. Anh nghĩ bụng: Cứ từ từ tìm hiểu, vội gì. Nhưng tìm hiểu để làm gì thì ngay chính Ngôn cũng không tự trả lời được. Chỉ thấy Diệp là một người phụ nữ khá thú vị, mà anh thì đặc biệt thích mẫu đàn bà khỏe mạnh, năng động như thế này. Mới gặp thôi mà Ngôn đã nhận ra sức hấp dẫn toát ra từ bên trong bộ quần áo đen cũ kỹ, bạc màu ấy. Riêng Diệp thì cũng có vẻ ưng bụng anh tài xế mới quen. Xem ra thì chắc cũng là người tử tế, cư xử chừng mực, trẻ tuổi, đẹp trai. Nói chung là duyệt. Ngồi chung xe, chị thấy thoải mái. Chứ có đâu như ông ba già. Cái đồ già không nên nếp, vợ con đùm đề,
mà cứ mỗi lần chở hàng hóa cho chị đều trổ mòi dê thấy ớn. Chị nghe đồn bà ba ghen tuông mà dữ dằn còn hơn sư tử cái. Chắc tại ông chồng mất nết nên mới khiến bà vợ trở nên như thế. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ dây dưa nhờ ổng chở đồ, có ngày ăn một ca axit vô mặt thì tàn đời lãng nhách. Chị còn chưa chồng, chưa hưởng mùi đời ngày nào, nên mang tiếng oan thì ức lắm. Với lại, mang tiếng với ai? Chứ ông ba già, vừa xấu vừa nhăn nheo, mà bị đánh ghen do gán ghép thì thật là xúc phạm quá đáng. Chị kín đáo liếc nhìn Ngôn. Trong bóng tối, thật khó đoán biết tuổi anh ta. Nhưng tướng tá khỏe mạnh và giọng nói thì dễ ưa hết sức. Nghĩ tới đó, hai má chị nóng bừng. Không hiểu mắc chứng gì mà thời gian sau này cứ tơ tưởng tới trai nhiều thế chứ. Thiệt là xấu hổ mà. Đàng hoàng lên coi, không có được tươm tướp bậy bạ đâu đấy. Từ ngày thằng Tùng em chị lấy vợ, rồi hai đứa nó dắt nhau lên thành phố làm công nhân, thì nhà chỉ còn hai mẹ con thui thủi, ra vô chạm mặt, không biết nói chuyện gì. Cứ cắm cúi hì hụi với năm sào vườn, trồng đủ thứ rau củ, dãy chuồng nuôi gần trăm con gà với cái ao đầy vịt cỏ. Bận rộn từ sáng tinh mơ cho tới khi tối trời chạng vạng. Nhớ ngày xưa, chỉ duy có một lần chị cảm thấy hình như là tình yêu đầu đời với hay nhất, một trai nghèo nhà cuối xóm. Lúc ấy vừa tròn 18 tuổi, ngây thơ trong trắng, đâu có hiểu đời, chẳng biết so đo cân nhắc chuyện giàu nghèo. Với lại, nhà mình có khá giả gì đâu mà tính toán thiệt hơn. Chỉ biết ra đường, chạm mặt nhau, mỉm miệng cười duyên, nói bâng quơ vài câu chào hỏi. Thật lạ lùng, với sức trẻ tràn trề nhựa sống, chỉ cần có một cái đụng chạm, nắm tay cũng thấy rung động, xốn xang, muốn gần gũi, chứ chẳng cần ý tứ đồng cảm gì sâu sắc. Nhưng quen nhau chưa bao lâu thì chị bỗng phát chán và cảm xúc nhanh chóng phai nhạt, chẳng hiểu do duyên cớ gì. Mới đầu Diệp còn chưa hiểu rõ vì sao mình thay đổi nhanh thế, nhưng rồi chị cũng nhận ra ngay vấn đề. Hay nhất, cũng có cách nghĩ và lối sống y chang như bao nhiêu trai làng khác. Bằng lòng an phận với miếng ruộng nhỏ xíu cha mẹ để lại, ngày ngày bên con trâu cái cày, quần quật dưới ánh nắng mặt trời cháy da, chiều về tụ tập bạn bè, hát hò bên vài xỉ đế, với mồi màng là tôm cá bắt dưới sông. Anh dễ dãi chấp nhận cuộc đời bình lặng, nhàm chán, nghèo nàn, từ cá vật chất tới tinh thần, mà không hề có ước mơ gì khác để vươn lên. Mà nếu lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, trong cảnh sống thiếu thốn, ăn bữa nay lo bữa mai, thì cuộc đời có còn bình thản? Chẳng lẽ để con cái dốt nát, nghèo khó, nối tiếp truyền đời hay sao? Chị cũng là con gái sinh ra trên đất này, học hành lõm bõm chưa hết tiểu học, chẳng có học thức hay khá giả hơn ai. Nhưng sao chị lại nghĩ khác và muốn mình có lối sống khác hơn? Muốn giàu thì phải nỗ lực phấn đấu, chứ ngồi chờ sung rụng thì lấy đâu ra? Nếu có quen thì cũng phải đồng lòng với chị, chứ hai người như hai thái cực, ông nói gà, bà nói vịt, thì sao mà nói chuyện? Lần đầu tiên, mà cũng là buổi gặp gỡ cuối cùng, hai đứa hẹn nhau nơi chòi ruộng, sát bên ủ rơm nhà hai nhất. Nhưng hai cô cậu mới lớn, với hai ý nghĩ khác nhau. Diệp đi đến chỗ hẹn hò với tâm trạng rộn ràng, háo hức. Lòng thầm nghĩ, đây là dịp để tìm hiểu và trao đổi về những dự định tương lai với gã trai
đẹp mã nhất làng. Còn hay nhất thì chỉ mường tượng đến bộ ngực nở nang cùng với cặp mông tròn lẳn của cô gái xinh xắn đang là đối tượng ngắm nghé của gần như toàn bộ trai trẻ trong xóm. Vừa gặp nhau, hay nhất hấp tấp ôm ghì lấy thân hình cô gái, nói trong hơi thở gấp gáp: "Anh nhớ em đến không ngủ được, biết không cưng?" Hơi bất ngờ, nhưng anh chàng cũng khiến Diệp nổi cơn rạo rực ghê gớm. Cô thở hào hển đáp lại: "Em cũng nhớ anh nữa." Nụ hôn đầu đời làm hồn Diệp bay bổng lên chín tầng mây, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh, kìm nén cảm xúc của mình. "Đừng anh, em muốn nói chuyện." Không nói không rằng, Hay Nhất nắm tay cô kéo vô chòi ruộng. Trong đầu gã giờ đây chỉ còn duy nhất ý nghĩ muốn lột bộ bà ba ra khỏi tấm thân nõn nà trinh nguyên của Diệp. Anh mạnh bạo đè nghiến người yêu xuống chiếc chiếu rách phủ đầy những cọng rơm khô. Anh cuống quýt cố rứt tung hàng nút áo của cô gái, nhưng Diệp đã tỉnh táo, dùng hai bàn tay bấu chặt vạt áo cương quyết giữ lại. Cô hét lên: "Anh làm gì vậy? Không được đâu." Trong đầu cô gái quê văng vẳng lời dặn của má: "Quen ai thì quen, nhưng phải trầu cau cưới hỏi đàng hoàng. Đừng có giả dột mà vác cái bụng chữa hoang về báo cha báo mẹ nghe con." Đôi mắt đỏ ngầu của Hay Nhất chỉ còn nhìn thấy làn da trắng nhễ nhại phía dưới bụng cô gái vì vạt áo bị tốc ngược trong cuộc giằng co. Nhưng Diệp không phải là đứa con gái yếu đuối, dễ bị khuất phục. Từ cảm giác đê mê lúc đầu, bây giờ cô chuyển sang cơn giận dữ khi nhận ra bản thân đang bị xúc phạm. Cô vùng lên, đạp mạnh vào bụng thằng con trai đang mê muội như hổ đói, nhưng lại chẳng có nhiều nhỏi kinh nghiệm gì. Cú đạp vô tình trúng vào ngay hạ bộ, làm thằng nhỏ hạ hỏa cấp kỳ. Hay Nhất rên lên đau đớn: "Trời ơi, em đập anh đau quá." Cô la lên và nhõm ngồi dậy: "Cho đáng, ai biểu định hiếp em?" Anh chàng nhà quê nhăn nhó: "Anh yêu em chứ hiếp gì." "Sao dễ vậy? Mới gặp lần đầu mà đã làm bừa. Ăn hỏi, cưới xin gì chưa?" "Thì trước sau cũng cưới mà." Trong đầu Diệp thoáng nhớ tới các bạn đồng trang lứa: con Mận, con Đào, con Lựu. Chưa đầy 20 tuổi đã con bồng con bế, lam lũ nhếch nhác, thấy mà sợ. Thằng chồng hình như chẳng làm gì khác ngoài chuyện sáng ra ruộng, trưa về nhậu, rồi chiều về đè con vợ ra quất tới bến. Để rồi nghèo sặc máu mà cứ đẻ sòn sòn năm một. Nghĩ tới đó, bất giác Diệp thấy rùng mình, rỡn ốc. Cô dứt khoát đứng dậy, nói lớn: "Thôi, em về." "Trời, chưa gì hết mà đòi về. Đợi anh làm xong hết thì tôi xong đời. Thôi, tôi không thích quen kiểu này." Nói rồi, Diệp nhảy ra khỏi chòi, vụt bỏ chạy nhanh trên bờ ruộng. Hay Nhất cố bám theo, miệng kêu ý ới, nhưng cô nhất quyết không dừng lại. Cô chạy một mạch về nhà và chẳng bao giờ gặp lại Hay Nhất lần thứ hai. Diệp nghĩ thầm: "Tụi con trai chỉ có thèm thuồng chuyện đó thôi hả? Chán." Thiệt tình thì cô cũng thích làm chuyện đó lắm chứ, nhưng phải là với người thế nào kia, biết lo làm ăn tính toán, gây dựng tương lai. Mà phải là sau ngày cưới hỏi đàng hoàng, chứ cho không mà chẳng có gì bảo chứng thì có mà điên. Từ sau ngày đó, dù trong lòng buồn man mác một chút, nhưng rồi cô cũng quên. Trong làng quê nghèo khó này cũng đâu có nhiều lựa chọn, chẳng có ai đáng mặt cho cô để ý. Ngày tháng trôi qua, tới khi ba mất thì cô trở thành lao động chính. Lớp phải lo làm lụng vất vả để nuôi em, lớp chăm sóc mẹ già
cũng đến thời lụm cụm. Cô quên luôn những khao khát thời con gái mà bây giờ đã chuyển thành tâm sự thầm kín có tuổi đàn bà lỡ thời, quá lứa. Đang nghĩ ngợi lan man thì nghe giọng Ngôn cất lên khiến chị giật mình. Tới rồi. Diệp nhìn đồng hồ thấy kim chỉ 3 giờ sáng. Chợ sớm nhưng đã trộn rộn đông đúc người mua kẻ bán. Chị quay sang nói với anh tài xế. Đậu xe ở đây đi, đợi tôi vô kêu bạn hàng đem xe đẩy ra bốc xuống hang. Được rồi, chị vô lo công chuyện đi. Để trời sáng chợ đông hơn thì không đậu xe lâu được đâu. Tôi biết rồi. Diệp mở cửa nhảy xuống, đi nhanh thoăn thoắt vào chợ. Ngó cặp mông tròn trĩnh nảy nảy theo nhịp bước. Ngôn chép miệng. Đàn bà ngon như vậy, sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Một lát sau, Diệp trở ra cùng với bạn hàng sử dụng xe đẩy chuyển rau củ, gà vịt từ trên xe xuống. Loay hoay như thế mà cũng tới gần 5 giờ sáng mới đưa xuống hết. Chị nói với Ngôn: anh cho xe ra đậu ở bãi đất trống đầu chợ nghe. Tôi còn tính tiền xong mới về được. Chắc cũng cả giờ nữa. Không sao mà, cứ lo công việc cho xong đi, tôi ra đó đợi. Tới 6 giờ hơn, trời đã sáng bừng, mới thấy Diệp lững thững đi bộ tới. Sau đó thông thả mở cửa rồi trèo vô xe. Chị cười tươi tắn, đưa cho Ngôn cặp bánh ú nóng hổi cùng với một ly cà phê đá. Ăn sáng dằn bụng cho tỉnh táo đi anh, xong rồi hãy về. Trời, chị chu đáo quá à. Tôi cũng ăn mà, lao động nãy giờ đói quá trời. Chị ăn gì thế? Tôi ăn bắp nấu. Trên đường về, đột nhiên Diệp hỏi: anh mấy cháu rồi? Ngôn trả lời mà không nhìn chị: à, tôi chưa có vợ, vẫn còn độc thân vui tính. Người đàn bà ngạc nhiên thật sự: ủa, anh nhiêu tuổi mà chưa lập gia đình? Dạ, tôi 36 rồi. Tại nghèo nên không có dám đèo bồng. Nghe khó tin quá nghe. Ai biết, chị tin hay không thì tùy. Nhưng sự thật là vậy mà. Anh cũng không hiểu sao mình nói dốc trơn tru như vậy. Nhưng người đàn bà vừa muốn biết tuổi của mình nên thừa cơ hội hỏi luôn: vậy chứ chị mấy cháu rồi? Tôi cũng như anh. Ngôn kêu lên: trời, đàn bà ngon cơm như vậy mà nói chưa chồng. Nói xong làm như lỡ lời, anh vợ bối rối: ồ, xin lỗi, tôi ăn nói kỳ quá hen. Không sao, dân tài xế mà. Vừa gì? Tôi cũng không có hư quá như chị nghĩ đâu. Nếu quậy quọ như người ta thì cũng đâu đến nỗi. Đến nỗi gì? Thì cô đơn một mình như vậy. Khó tin quá. Nhưng thôi, tạm tin vậy. Từ từ rồi sẽ biết hen. Từ từ gì? Sao lại có từ từ? Ừ thì không lẽ chị không định kêu tôi chạy xe nữa sao? Cũng đúng hen. Mồm miệng này cũng lành lắm đây. À mà chị nhiêu tuổi? Đột nhiên thấy rõ là Diệp trở nên lúng túng. Tôi 38, lớn hơn anh 2 tuổi nên làm chị nhé. Không nghe người ta nói câu gái hơn 2, trai hơn 1 sao? Xạo, cái đó là người ta dành ví von cho mấy cặp đôi. Ý, nó bậy quá nha. Cái đó là do chị nghĩ, chứ tôi có nói vậy hồi nào. Thôi, lành quá à, tôi cãi không lại. Đứa nào thua làm em hen. Nói xong, Ngôn quay sang nhìn Diệp, cười toe toét. Anh thấy rõ gương mặt chị ửng đỏ vì mắc cỡ.
thấy cách anh nhìn soi mói, chỉ bối rối quay mặt, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Mặt trời lên cao rồi, đưa tôi về, anh có đi chở cho mối nào nữa không? Dạ không, về ngủ một giấc, hai mắt mở muốn hết lên rồi, tối chạy tiếp. Anh cũng siêng năng nhỉ? Siêng lắm mà chẳng thể khá lên được chút nào. Chợt dịp nhìn anh chăm chú. Hợp đồng chở đồ của mình là 1 triệu chẳng phải không? Giờ tôi trả 1,3 triệu nha, coi như bo thêm chút cho anh vui. Ồ, cảm ơn chị quá đi. Nếu cứ thế này thì tôi muốn chở cho chị đi hoài. Có gì đâu, tôi nghĩ cũng đáng công anh thức đêm thức hôm mà. Thật sự thì Ngôn thấy thích người đàn bà này. Trông nàng chẳng già hơn mình xíu nào, mặt mũi sáng sủa, dễ thương, vóc dáng tròn trịa nảy nở, khiến Ngôn thấy phát thèm. Đa số bạn hàng là mấy bà chị sồn sồn, hết đát, chẳng mấy người coi được. Lâu lâu mới vớ được người phụ nữ chưa chồng, tướng tá hấp dẫn thế này. Anh chép miệng hỏi nhỏ, hôm nào thì chị kêu tôi nữa? Diệp nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói, tôi đang tính toán, mới hàng bông chắc phải 5-6 ngày nữa mới thu hoạch. Gà vịt cũng vậy, chắc tuần tới. Với lại sắp trùng với đám giỗ ba nên chắc có trễ hơn một chút. Có gì tôi gọi báo anh biết ha. Yên tâm đi, bây giờ không có kêu ai ngoài anh đâu. Dạ, tôi sẽ đợi phone của chị mỗi ngày luôn đó. Dẻo miệng quá nha. Người đàn bà bỗng thấy trong lòng hồi hộp. Cái cảm giác là lạ đang xâm chiếm, hình như đã từng có từ xa xưa, lâu lắc lắm rồi. Và chị chợt nhận ra anh tài xế này thật dễ gần, đáng mến và thu hút nữa chứ. Nhưng của đáng tội, coi chừng lại là thứ cạm bẫy đầy nguy hiểm. Khi dừng xe đầu ngõ, Ngôn đột nhiên chìa tay ra, nói nhẹ nhàng, cảm ơn Diệp, hẹn gặp lại nha. Chị ngượng ngùng chìa bàn tay ra, anh nắm lấy, siết chặt. Dường như có một luồng điện phóng thẳng vào tim người phụ nữ. Chị luống cuống rụt tay lại và nhảy vội xuống xe, rồi đi nhanh vào hẻm mà không hề nhìn lại. Ngôn mỉm cười nhìn theo rất lâu, thầm công nhận thân hình của chị khách hàng mới này thiệt tình xuất sắc đến không ngờ. Anh lẩm bẩm một mình, thấy thèm quá, mình làm gì tiếp đây ta? Anh chậm rãi quay đầu cho xe chạy về bãi cách đó hơn 10 cây số. Về tới nhà thì đã gần 10 giờ sáng. Bước chân vào trong đã thấy hai đứa nhỏ, đứa nằm, đứa bò lê dưới đất. Ngôn liếc nhìn con một cái thật nhanh rồi bỏ đi vô bếp. Yến đang ngồi nhặt rau, thoáng thấy chồng, chị ngẩng lên hỏi liền, có tiền không? Đưa đây, để em chạy ra chợ mua miếng thịt. Giờ này trễ quá, chắc hết đồ ăn rồi. Anh cầu nhàu, gặp mặt là chỉ hỏi tiền, chứ không hỏi gì ai hết trơn á. Không hỏi tiền thì hỏi gì? Không lẽ qua xin tiền ông hàng xóm nha? Nói xong, chị cười cười đứng dậy, ôm eo chồng. Thôi nè, cưng có mệt không? Bộ trâu bò sao không mệt? Thức trắng giờ cả đêm chứ bộ. Thôi, vô ngủ chút đi, lát em vô kêu dậy ăn cơm. Thôi đừng kêu, để anh ngủ thẳng giấc cho ngon, lúc nào dậy ăn sau. Ừ, em biết rồi. Ngôn móc túi lấy ra tờ 500 đưa cho vợ. Chị nhoẻn miệng cười hỏi bâng quơ, bữa này khá quá hen. Có nhiều đưa hết rồi nghe. Thôi anh đi ngủ đây.
Nói xong, Ngôn quay lưng, bỏ đi vô buồn. Yến nhìn theo mỉm cười. Hai vợ chồng dù nghèo, nhưng phải nói là khá đầm ấm. Ngôn đặc biệt mê vợ. Chẳng thế mà mới lấy nhau 3 năm, đã có 2 nhóc. Đứa trai 2 tuổi, bé gái 6 tháng. Dù anh không thuộc hạng giỏi giang trong việc kiếm tiền, nhưng cũng chẳng quá lười biếng để cho vợ con thiếu thốn. Ngôn có vẻ ngoài sáng sủa, dễ gây thiện cảm với đàn bà con gái, lại khéo ăn khéo nói nên có khá nhiều bạn hàng. Chỉ cần xoay vòng khách khứa thì cũng có thu nhập đều chi, đủ lo cơm ăn ngày 3 bữa và sữa sùng cho con. Nhưng Yến cũng lo lắng không ít và thường xuyên nghi ngờ vì biết chồng có quá khứ trăng hoa và thói quen ăn nhậu. Cái vụ 5 ngày 3 bữa tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thì thôi cũng được đi. Nhưng riêng cái đám khách hàng của anh, toàn đàn bà con gái, cũng khiến chị đau đầu, nghĩ ngợi. Yến thừa biết chồng máu gái có hạn, nhu cầu tình dục không biết nhiêu cho đủ, nên dễ gì tránh khỏi lăng nhăng bên ngoài. Nhưng chị bây giờ muốn nách 2 con, làm sao theo xe như ngày xưa mà hòng kiểm soát. Suy đi nghĩ lại thì kế sách duy nhất của chị là bắt chồng nộp thuế trước khi ra khỏi nhà. Phải vắt kiệt sức lực của chả thì họa may mới mong ngăn ngừa hậu hoạn. Dù vậy lo thì vẫn cứ lo, nhớ gặp một ả nào cao tay thì chuyện mất chồng vẫn xảy ra, làm sao mà cản nổi. Ngủ một lèo tới tận 3 giờ chiều thì Ngôn mới giật mình tỉnh giấc vì sự đụng chạm của vợ. Mở mắt ra thấy Yến nằm bên cạnh. Ngay lúc ấy, chị cũng vừa thức dậy, quay qua nhìn anh, hỏi thì thầm. Anh đói không? Dậy ăn cơm. Cũng không đói lắm. Tụi nhỏ đâu rồi? Con ngủ nãy giờ. Thôi, anh đi tắm. Chuẩn bị 6 giờ chiều chở hàng. Bữa nay chạy chiếc 2,5 tấn lên thành phố. Ủa, vậy hả? Ừ, thôi em ngủ thêm đi, anh tắm rửa chút. Anh... Gì em? Quên mất nhiệm vụ rồi hả? Trả bài. Thiệt tình là thà giết lầm hơn bỏ sót phải không? Nói vậy đó hả? Thì thôi vậy. Giận hả cưng? Muốn thì mần thôi, anh đâu có chê. Vừa nói, Ngôn vừa tốc cái váy ngủ của vợ kéo lên qua khỏi đầu, ngắm nghía vuốt ve tấm thân trắng toát nuột nà của vợ. Anh cúi xuống, vừa hít mùi da thịt, vừa lảm nhảm luôn miệng. Nhìn thân hình này, ai dám bảo là gái 2 con chứ nhỉ? Cái gì ra cái nấy, thơm ngon, không tả nổi. Thiệt không? Hay chê rồi? Bày đặt xạo dừa thôi. Anh nằm đè phủ lên người vợ, vừa hung chùng chục, vừa nói trây. Ngu sao chê, con vợ ngon như muối mít dày, không yêu uổng. Hai thân hình quấn chặt lấy nhau. Chưa bao giờ Ngôn thấy chán vợ. Nàng vẫn cho anh cảm xúc thần tiên, điên dại như ngày nào. Đang nhịp nhàng chuyển động, bỗng Yến hỏi một câu, làm anh suýt khựng lại. Anh nói yêu vợ mà sao lúc nào cũng ngó nghiêng ngó ngửa đám đàn bà con gái ngoài kia hết vậy? Ai nói? Cứ tầm bậy tầm bạ hoài. Cần gì ai nói? Em thấy hết à nghen. Thấy hồi nào? Cứ xạo hoài hả? Em là vợ yêu duy nhất của anh, biết không? Liệu hồn nha, ra đường cấm nhìn ngó lung tung đó. Nửa giờ sau, nhìn chồng nằm vật ra giường, Yến nhõn miệng cười khoái trá. Hết hơi rồi phải không? Anh chỉ là của em thôi đó, biết chưa hả? Anh vừa lầu bầu vừa thở dốc. Chứ còn của ai nữa? Cứ ghen bóng ghen gió hoài, mệt quá đi à. Vậy mới vừa với anh.
Tối nay, Ngôn chở thủy sản về chợ đầu mối trên thành phố cho chị Năm Thùy. Đây là khách hàng vừa bự, vừa thân thiết bậc nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuần nào cũng vậy, chở đồ cho chị Năm là Ngôn phải đi từ chiều nay tới chiều hôm sau mới về tới nhà. Mỗi chuyến xe đi thì mệt, nhưng tiền công đặc biệt khá khẩm. Trừ tiền dầu, tiền mướn xe cũng kiếm được hơn 2 triệu. Nhưng dù có gặp chuyện gì bất trắc, cũng chưa khi nào Ngôn dám lỡ hẹn với chủ hàng. 6 giờ chiều, đưa xe tới kho. Sau khi đậu vào chỗ quy định để bốc xếp làm việc, thì Ngôn vô quán nước gần đó mua ly cà phê đá nhấm nháp cho tỉnh người. Chiều nay, yến quần cho anh một trận đã đời, làm bãi hoải chân tay, rụng rời hết cả. Không biết nghe ai mà con vợ cứ dở độc chiêu kiểu đó, gây khó khăn cho anh trong cái chuyện giao lưu với mấy chị bạn hàng thân thiết. Còn hơi sức đâu mà dở trò trăng hoa gì nữa với ai. Chỉ cầu trời cho sức khỏe sớm hồi phục để còn phục vụ quý bà kế tiếp. Ủa, tới rồi hả Ngôn? Anh giật mình ngoái lại, nhìn thấy Năm Thùy đang đủng đỉnh đi tới. Hai mắt người đàn bà đứng tuổi lúng liếng đông đưa nhìn anh, cười ý nhị. Chờ chú lâu quá rồi nghe. Dạ, chị khỏe không? Khỏe, lo cho chú kìa. Sao bữa nay coi bèo nhèo xanh xao quá vậy? Lái xe đường dài 5 tiếng lần đó à nghe. Em biết nhiệm vụ của mình mà, đừng lo hen. Những câu đối đáp qua lại để ẩn ý, chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Chị Năm cũng đã sấp xỉ 50. Cái tuổi hồi xuân muộn màng càng khiến người đàn bà trở nên hừng hực, nhạy bén và sắc sảo lạ thường. Chị nhìn Ngôn cười bí hiểm. Nhưng theo chị nhìn thì đâu như là chú mới nộp thuế phải không? Hai mắt cứ lờ đờ sao sao ấy. Chị nói kỳ, mai biết liền hả? Xuyệt, nói nhỏ thôi, ai nghe thì chết. Ai biểu chị nói trước? Chị Năm tới sát bên thì thầm vào tai anh. Nhớ Ngôn quá trời hà. Biết rồi, chuẩn bị tinh thần đi, sáng mai cho chết luôn. Thiệt nghe, em muốn chết lắm á. Nghe bà chị này cười mà Ngôn muốn nổi gai ốc. Ông chồng của Năm Thùy đã hơn thất thập, coi như liệt lão toàn tập, nên bà vợ phốt pháp bị ức chế gần như mãn tính. Một năm trước, khi vừa gặp được Ngôn thì chị vui sướng như cá gặp nước. Một gã trai hội đủ các điều kiện như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cứ sắm vai tài xế xe tải hàng tuần thì còn gì hợp tình hợp lý và kín đáo hơn nữa. Huống chi Ngôn thì không phải cái tuýp kén cá chọn canh, già không bỏ, nhỏ không tha, trẻ già quất láng, nên hai người tâm đầu ý hợp và cũng là kỳ phùng địch thủ trên giường. Nói nào ngay, hồi mới gặp Năm Thùy thì Ngôn thoạt nhìn cũng thấy ngán ngược, nhiều mỡ quá nên hơi ớn. Nhưng vì cái máu hám của lạ nên sau khi dỡ hàng xong, nghe chị chủ ngỏ lời kiếm chỗ nào nghỉ ngơi tâm sự chút rồi về hen chú, tôi mệt quá à. Cái miệng thì than mệt, mà hai mắt Năm Thùy cứ long lên nhìn dầm bà cố. Được đối phương bật đèn xanh thì anh cũng ngu gì bỏ. Ngôn hăng hái phụ họa. Dạ, đường về còn xa, nghỉ ngơi chút cũng phải. Bỏ xe tải lại ngoài chợ, cả hai hấp tấp kêu taxi đi tìm chỗ nghỉ. Thiệt tình, đến khi ở trong buồng, lúc không còn mảnh vải nào trên người, thì Ngôn mới hiểu ra rằng mập thì vẫn có cái đẹp của mập. Những đường cong càng phồn thực,
phỏng phao thì hình như càng có sức khiêu gợi, quyến rũ ghê gớm ngoài sức tưởng tượng. Anh lao vào tấm thân mở màn mà thấy như lúng vào một tấm nệm bông êm ái, còn nguyên ma lực hấp dẫn chết người. Có điều anh thấy lạ là chưa bao giờ Năm Thùy tỏ ra mệt mỏi như lời chị hay làm bộ than thở. Mà trong đời Ngôn thì đã qua tay biết bao nhiêu đàn bà, nhưng chưa khi nào anh gặp được con cọp cái to bự sự, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình hàng mấy tiếng đồng hồ mà không thèm toát ra một giọt mồ hôi nào vì bị đuối. Phải nói, lần nào sau cuộc chiến trời long đất lở thì cả hai cùng cảm thấy no nê, mãn nguyện. Năm Thùy rất biết điều. Sau bữa đầu tiên ân ái, chị âu yếm nói với Ngôn: "Lâu lắm rồi chị mới được sung sướng như thế này. Cảm ơn chú lắm nghen." "Có gì đâu chị, em cũng phê như con dê luôn ấy chứ, đâu phải mình chị." Năm Thùy cảm động, móc ví lấy ra một xấp tiền đưa Ngôn và ân cần nói: "Chị trả chú tiền xe như đã giao hẹn, còn đây là 5 triệu, chú cầm thêm cho năm vui hen." Anh giật mình giãy nảy, quyết liệt từ chối: "Đừng có làm vậy mà, tôi đâu phải đếm đực mà chị đưa tiền. Tình cảm là chính thôi hà, cả hai cùng sướng, không ai nợ ai hết á." "Chú cũng nghèo mà, coi như tặng chú, nhận lần này cho chị vui, lần sau không đưa nữa." "Ủa, còn lần sau nữa hả?" "Trời, chứ chú không định tiếp tục chở hàng hàng tuần cho chị sao?" "Dạ, ngu gì không chở." Vậy đó, thế là thành lệ. Tuần nào hai chị em cũng gặp gỡ giao lưu trên thành phố, theo cái kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu, giữa là tấm nệm êm ái trong nhà nghỉ. Thỉnh thoảng Năm Thùy vẫn đưa thêm tiền cho Ngôn, còn anh thấy lòng thành của người tình lớn tuổi nên cũng không thèm mãi hơi từ chối nữa. Một năm trời trôi qua rồi, nhưng mối quan hệ ngoài luồng của hai người hình như ngày càng sâu sắc. Ví dụ như lúc nãy, mới quan sát một chút mà Năm Thùy nhận ra ngay sự xuống sắc trên nét mặt của người tình. Tới 10 giờ đêm thì xe bắt đầu khởi hành. Dự trù đến 3 giờ sáng sẽ tới thành phố. Chị Năm gần như ngồi dựa ngửa vào cửa bên phụ, nhìn Ngôn trêu ghẹo: "Giờ nói thiệt đi, bà xã bắt trả bài xong mới thả cho đi phải không?" "Hỏi hoài, kỳ quá hả?" "Em sợ anh mệt chứ bộ, lái xe tới 5-6 tiếng lận mà, không nghĩ tới sự an nguy của chồng gì hết á." "Biết sao giờ, đàn bà là vậy. Em dặn nè, khi nào thấy mệt thì dừng lại ngủ một chút nha." "Biết rồi." "Không biết mai còn sức trả bài cho tôi không nữa đây." "Yên chí, ngày mai thì hồi phục hết rồi, đâu vào đấy thôi, đừng lo hen. Chuẩn bị cho tôi giết." "Để coi mai ai chết." Thực sự Ngôn cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhiều lúc anh thấy mình thật xấu xa bỉ ổi. Chưa bao giờ anh để một bằng chứng nào cho vợ thấy về sự lăng nhăng phóng túng của mình. Và cũng chắc chắn rằng Yến có nằm mơ cũng không thể hình dung ra nổi cuộc sống ngoài gia đình vô cùng trụy lạc của anh. Nhưng Ngôn không sao cưỡng lại được sự cám dỗ của xác thịt đàn bà. Dù anh vẫn yêu và chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, vì một lẽ giản dị, đàn bà cứ tới với anh dễ dàng quá, và anh chưa bao giờ đủ sức khước từ một ai. Cuộc đời anh từ lúc lớn lên đã làm quen với những lời nói dối, vì có bao giờ anh không ở trong tình trạng bắt cá 2-3-4 tay để thỏa mãn dục vọng đâu. Vợ là vợ, người tình là người tình, anh vẫn mang tiền về nhà đầy đủ đấy thôi.
không nhiếm lại giữ riêng cho bản thân đồng nào. Cân sai thì bảo vợ đưa. Đó cũng là thủ thuật chết người, khiến cho Yến dù bán tín bán nghi vẫn không bao giờ nghĩ chồng là kẻ bội bạc, dối trá. Năm Thùy ngồi bên cạnh không yên, chỉ cứ lâu lâu chồm qua, hôn hít và sờ soạng thân thể người tình. Ngôn biết chị thèm khát lắm rồi. Nhiều lúc anh không hiểu sao người đàn bà ở tuổi hồi xuân này lại có sự khao khát mãnh liệt đến thế. Nhưng điều đó khiến cho Ngôn ngày càng bị kích thích, bị thu hút. Anh có cảm giác ma lực ấy quyến rũ đến nỗi nhiều khi chính anh cũng thấy nhớ nhung Năm Thùy, ngay cả những lúc chưa tới ngày hẹn. Sáng hôm sau, ngay khi dỡ hàng xong, Năm Thùy gọi taxi cùng đi với người tình trẻ tới nhà nghỉ quen thuộc. Ngôn thắc mắc, sao không đợi gom tiền rồi hãy đi? Có sao đâu, lát về lấy. Giờ em thèm anh. Như thường lệ, vừa vào tới phòng ngủ, hai người lao vào nhau ân ái cuồng nhiệt như mới gặp gỡ lần đầu. Năm Thùy liên tục lảm nhảm, anh là tuyệt vời nhất cưng à. Sau một đêm thì sức lực đã hồi phục, Ngôn cũng hùng hục thở phì phò vào tai người đàn bà, bữa nay cho cưng chết nè. Phải gần 2 giờ sau thì cả hai mới chịu kết thúc cuộc chiến. Nằm nghỉ một lúc thì Ngôn dục Năm Thùy chuẩn bị về, vì đã gần 10 giờ sáng. Nếu về giờ này thì loay hoay cũng chiều tối mới đến nơi. Lúc Năm Thùy đang ở trong nhà tắm thì chợt điện thoại của Ngôn reo lên. Nhìn thấy Yến gọi khiến anh ngạc nhiên, vì chưa bao giờ chị gọi trong lúc anh đang đi làm. Vả lại hai vợ chồng cũng có giao hẹn vì điều đó. Alo, gì vậy em? Anh đang ở đâu? Sửa soạn về chưa? Anh đang chuẩn bị, em gọi có chuyện gì? Con bé Tí bị sốt cao, nó nóng đến nỗi động kinh, làm em sợ quá hà. Cho con uống thuốc hạ sốt chưa? Lấy khăn ướt dấp lên trán cho con. Em làm rồi, tại lo quá nên mới gọi anh. Không sao đâu, theo dõi thấy nó không bớt thì đưa con đi trạm xá, chiều anh mới về tới. Dạ. Nhưng ngay lúc ấy thì Năm Thùy vừa từ nhà tắm bước ra, nói lớn, vô tắm đi anh. Hoảng hồn, anh quay lại nhìn chị làm dấu suỵt im lặng. Năm Thùy cũng hoảng vía, nhưng đầu bên kia đã nghe thấy. Yến kêu lên, ai kêu anh đi tắm vậy? Ngôn vội vàng nói trớ, nãy giờ xuống hàng tôm cá nên mệt và dơ lắm. Chị chủ hàng biểu mọi người tắm rửa cho sạch đấy mà. Thôi, anh chuẩn bị lo về đây. Em trông chừng con nha, có gì gọi báo anh biết. Dù không thỏa mãn lắm với câu trả lời của chồng, nhưng Yến đành nói, anh chạy xe cẩn thận rồi lo về sớm. Con bệnh đó. Anh biết rồi. Lúc bỏ máy xuống, Năm Thùy lại gần vuốt má Ngôn. Em xin lỗi, vô ý gây khó khăn cho anh rồi. Anh ôm chị vào lòng nũng nịu, không sao đâu ha, trả lời vậy chắc bà cũng tin rồi. Thôi mình về. Chị nhìn anh buồn bã, nói thiệt nghe, lúc này mỗi lần sắp chia tay em buồn muốn chết. Chắc Năm yêu Ngôn nhiều lắm rồi. Anh úp mặt vào bộ ngực đồ sộ của chị, than thở. Anh cũng vậy mà, ghiền em không chịu nổi. Lúc chia tay, ngoài tiền công, Năm Thùy còn đưa cho Ngôn 10 triệu. Chị nói, cưng cầm tiền này đưa vợ. Đàn bà thấy tiền thì chuyện lớn hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ biến thành không, sẽ hóa giải mọi thắc mắc trên đời. Tin em đi hen, đừng có quá lo nhé.
Anh cảm động nói: Em chu đáo quá hả? Anh cảm ơn em. Thôi, hẹn tuần sau nha. Anh về đây. 7 giờ tối, Ngô mới về tới nhà. Yến đang ngồi bế con chờ chồng với gương mặt nhăn nhó. Chị hỏi sẵn giọng: Lúc nãy ở với con nào trong nhà nghỉ phải không? Đừng có nghĩ bậy, nói khùng nói điên, anh không chịu đâu. Vừa nói, Ngôn vừa rút ra 10 triệu từ túi quần đưa cho vợ. Yến tròn mắt kinh ngạc: Trời, tiền đâu nhiều vậy? Thì đi làm cực khổ mới có tiền, chứ không lẽ ai cho, hay đi ăn cắp. Cứ ở nhà nghĩ bậy không à? Yến nhìn chồng với vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng chị phân bua: Thì tại em yêu anh, mẹ con em cần anh nên mới nghĩ bậy. Mà không chắc bậy không à? Với lại tai em nghe thấy có tiếng phụ nữ biểu anh đi tắm rõ ràng. Ai biết anh ở chỗ nào, chỉ nghe chứ có thấy đâu mà không nghi. Bữa nay chở hàng nhiều lắm, lên xuống hàng mất mấy tiếng đồng hồ, nên chủ mới thưởng nhiều tiền vậy. Thôi được, em hiểu rồi. Nhìn sắc mặt vợ vẫn không có vẻ gì tin tưởng lắm, nhưng cơn giận của chị đã dịu xuống. Ngôn thở phào nhẹ nhõm, và chính anh lúc này cảm thấy yêu Năm Thùy nhiều hơn trước. Chị tiên đoán và lo liệu việc như thần, thật đáng khâm phục. Anh hỏi vợ: Con sao rồi? Nó hết sốt rồi, giờ này mới hỏi. Thì từ lúc về tới giờ em có để cho anh hỏi đâu. Chuyện chẳng có gì mà làm hết vía. Mai mốt đừng có la hoảng lên kiểu đó nữa hen, làm anh lên ruột, lái xe mất an toàn. Con bệnh nặng mà nói chẳng có gì. Trời, em muốn cãi nữa hả? Thôi, lo dọn cơm ăn đi, anh còn phải ngủ, mệt quá rồi. Yến im lặng, nét mặt không vui. Chị nói với vẻ cam chịu: Anh tắm rồi ăn, em vô dọn cơm đây. Yến làm sao hiểu được, Ngôn đã trải qua 2 lần kiệt sức suốt 2 ngày liên tiếp, mà đàn bà là tác nhân vắt kiệt sinh lực của anh cho tới giọt ở cuối cùng. Đêm đó Ngôn ngủ li bì một giấc không mộng mị, cho tới tận 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Cũng trong đêm đó, Yến hoàn toàn mất ngủ. Chị nằm bên cạnh nhìn chồng mà trong lòng hoang mang với rất nhiều câu hỏi mà vẫn không sao nói nên lời. Buổi sáng, Ngôn đang nằm chơi với con. Yến cầm cái phone reo inh ỏi từ trong nhà bước ra, đưa cho chồng: Có dịp Hàng Bông nào gọi nè. Anh giật bắn mình nhưng vẫn làm mặt tỉnh: Chắc kêu chở hàng chứ gì. Nói xong, anh cầm điện thoại bước ra hiên. Yến nhìn theo khó chịu: Alo, Ngôn nghe đây. Diệp nè, anh nhớ không? Biết vợ đang quan sát nên anh trả lời ngắn gọn và cố không lộ vẻ gì khác lạ: Dạ, tôi biết rồi. Nói chuyện một chút có tiện không? Dạ được. Ngày mai đám giỗ ba, anh ghé chơi nha. Không có mời ai hết, chỉ toàn trong gia đình thôi. Thấy Yến đang lom lom nhìn nên anh quyết định trả lời nhanh để cắt đứt câu chuyện. Dạ được, mấy giờ vậy? Khoảng 10 giờ sáng, anh ghé là được rồi. Tôi đợi à nghe. Dạ, tôi nhớ rồi. Bước vào trong nhà, thấy vợ nhìn mình với vẻ dò xét, anh giải thích: Người ta kêu chở đồ. Yến im lặng quay trở vô bếp. Anh cũng đi theo, ôm choàng vợ từ phía sau. Chị vùng vằng: Làm như yêu thương lắm vậy. Vợ không yêu thì yêu ai? Nói cứ như thiệt. Thiệt chứ giả gì. Trời ạ, em sao vậy? Không sao hết. Thôi, anh ra chơi với con đi, em lo nấu ăn một chút. Đến chiều,
Lúc chuẩn bị đi xe chuyến tối như thường lệ, Ngôn nói với vợ: "Đêm nay anh chạy xe đến chiều mai mới về nha em." Yến cũng thông báo: "Ngày mai em dắt con về nhà dì ăn đám giỗ, không khéo cũng chiều mới về." "Ủa, dì nào sao anh không biết?" "Dì họ, lẽ ra thì cũng thân, nhưng hôm mình đám cưới làm đơn sơ quá nên đâu có mời. Tưởng mai anh về sớm thì cùng đi với mẹ con em." "Ồ, anh bận công việc tới chiều. Mai có đi nhớ cẩn thận con nha." "Em biết mà." Đêm đó Ngôn chạy xe chở hàng lên tỉnh. Đến sáng hôm sau, khi giao hàng xong, anh trèo vô cabin, ngã lưng ghế, chợp mắt một lúc. Sau đó bắt đầu nhấn ga cho xe chạy về hướng nhà Diệp. Mấy hôm nay bận rộn với Năm Thùy, rồi chuyện vợ ghen tuông, con bị bệnh, khiến Ngôn quên khuấy người đàn bà quyến rũ mà anh đã đưa vào tầm ngắm mấy hôm trước. Sau tất cả thì nàng là người phụ nữ khả ái nhất mà anh ao ước sở hữu. Anh mơ màng hình dung đến bộ ngực khỏe mạnh, đầy vung, dáng đi uyển chuyển nảy nảy cặp mông tròn trịa, vô cùng quyến rũ của nàng, mà cơn thèm muốn bất ngờ trỗi dậy. Ngôn phải công nhận nàng là một người đàn bà hấp dẫn nhất mà anh từng biết. Nếu định kỳ hàng tuần mà được gần gũi với Diệp cũng như với Năm Thùy, thì có còn niềm mơ ước nào tê tái hơn nữa. Ôi, đàn bà là nỗi đam mê vô tận của đời anh. Đến gần 11 giờ trưa thì xe tới hẻm vào nhà Diệp. Anh nhớ rõ con đường làng chật hẹp, vừa đủ lọt chiều ngang của chiếc xe tải 1,5 tấn. Vô đến sân nhà nàng, sao anh thấy vẫn vắng vẻ, chẳng có một bóng người. Ngôn cẩn thận cho xe de vào sân. Lúc ấy Diệp mới uyển chuyển bước ra cửa, nhìn anh cười tủm tỉm. "Anh mới đi chuyển hàng về tới hả?" "À dạ." "Ủa, sao không có ai hết trơn vậy?" "Dạ cũng có nhỏ em." "Anh vô nhà đi." Từ ngoài trời sáng chói chang, bước vô trong nhà, Ngôn thoáng thấy lố nhố bóng người mà chưa kịp nhìn rõ mặt ai. Chợt có tiếng con nít reo lên: "Ba về kìa." Định thần nhìn kỹ, Ngôn muốn chết sững khi thấy mấy mẹ con Yến đang ngồi đó nhìn anh. Nhất là Yến, vẻ mặt chị lạnh lùng một cách đáng sợ. Anh lắp bắp: Ủa, vậy là sao?" Diệp kéo ghế mời: "Dựng ngồi xuống đi, rồi tôi giải thích hết cho nghe." Ngôn lão đảo ngồi xuống. Yến lên tiếng: "Anh hay hẹn riêng với bạn hàng kiểu này lắm phải không? Sướng nhỉ?" Diệp ngắt lời: "Thôi, bữa nay đám giỗ ba, chỉ nói chuyện thật hư cho Dượng nó hiểu, không có đôi co nhau ở đây. Sự thật, người cho số phone của Dượng là nhỏ Yến này nè. Nó là em họ của tôi. Nó dặn tôi là không để lộ thân phận và quan hệ bà con để quan sát tính cách của Dượng. Nhưng thiệt tình thì hôm đó tôi thấy Dượng cũng là người tốt. Còn ngoài ra thì cách cư xử cũng chẳng có gì quá đáng." Ngôn ngạc nhiên nhìn Diệp, tỏ vẻ khó hiểu. "Vậy là chị ta không hề tiết lộ chuyện anh nói dối, mình vẫn còn độc thân vui tính sao?" Anh nhìn Diệp, nàng hiểu ý kín đáo, nháy mắt như ngầm nói: "Yên tâm đi hen, mấy chuyện lỡ miệng nói dối của anh tôi không có tiết lộ cho Yến nó biết đâu. Nhẹ tội rồi hen." Anh thấy yên tâm hơn một chút nên quay sang phân bua với vợ: "Tại em thôi, ai biết có quan hệ bà con nào đâu chứ. Nếu biết thì anh đã chở em tới đây luôn rồi. Còn với khách hàng mời thì mình đến để giữ mối quan hệ làm ăn cũng là điều tốt mà." Yến nhìn chồng, nói với vẻ lạnh lùng: "Vậy thì cái vụ tắm rửa hôm đó cũng là để giữ mối quan hệ làm ăn chứ gì."
Em nói gì lung tung vậy? Anh à, bao lâu nay anh coi em như con ngốc chẳng biết gì. Nhưng từ nay, mỗi lời anh nói, em sẽ cân phân, nâng lên đặt xuống mấy lần, cho rõ thật hư. Làm ơn đi, đừng có coi em là con ngốc nữa. Ngôn im lặng nhìn vợ, rồi ngó sang Diệp. Tự nhiên, anh thấy dâng lên một nỗi xấu hổ và ngượng nghịu không tả được. Cái thứ cảm giác này giống như bản thân đang bị lột truồng trước đám đông. Cũng phải thôi, khi bị vạch trần thì cảm giác xấu hổ đó cũng giống như đang ở trần truồng chốn bàn quan thiên hạ. Cái gì cũng có giá của nó. Dù Diệp thương tình không nói ra những lời dối trá của anh cho Yến biết, nhưng lẽ nào với Diệp thì anh lại không cảm thấy thẹn thùng hay sao? Tóm lại một câu, anh thấy trong lòng mình dâng lên một thứ cảm giác thật là tồi tệ.